Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 4 tháng 4 năm 2020, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có kế hoạch chạy xuống phía nam vùng biển của Việt Nam để thực hiện một kế hoạch đã được Trung Quốc vạch ra. Thấy trước được động thái của tàu Hải Dương 8, một tàu kiểm ngư của Việt Nam đã từ cảng Vũng Tàu di chuyển về vùng biển giữa cảng Đà Nẵng và quần đảo Hoàng Sa để chặn đường đi xuống của Hải Dương 8. Cuộc đối đầu giữa tàu kiểm ngư của Việt Nam với tàu Hải Dương 8 và các tàu hải cảnh diễn ra kéo dài nhiều đợt, kéo dài trong nhiều ngày. Các chiến sĩ hải quân của lực lượng hải quân Việt Nam đã thể hiện một ý chí kiên cường, xả thân vì đất nước, lấy ít chọi nhiều, lấy mềm mỏng chọi với cứng rắn của tàu cộng. Chỉ đến ngày 13 tháng 4 với sự giúp sức của một số tàu hải cảnh Trung Quốc khác, tàu Hải Dương 8 mới thoát xuống được phía nam. Nhưng tàu kiểm ngư của Việt Nam vẫn tiếp tục bám sát Hải Dương 8 và chỉ quay lại cảng Vũng Tàu khi thấy Hải Dương 8 đã đi xuống khá sâu ra khỏi vùng EEZ của Việt Nam. Sau đó chúng đi xuống vùng biển của Malaysia thực hiện các đường khảo sát mới. Mỗi đường khảo sát này dài tương đương với 186 km. Hiện nay, phía nhà cầm quyền của Malaysia vẫn chưa thấy có động thái gì phản đối tàu Hải Dương 8 của tàu cộng. Kính thưa quý vị và các bạn, tàu kiểm ngư 781 là một tàu kiểm ngư hiện đại nhất của phía Hải quân Việt Nam hiện nay do ông Tạ Chí Hùng là thuyền trưởng. Tàu thuộc biên chế chi đội kiểm ngư số 2 đóng tại phường 11 thành phố Vũng Tàu. Tàu kiểm ngư có chiều dài lớn nhất là 90,5 m, rộng 14 m, mớm nước gần 4 m, lượng giãn nước 2.400 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 21 hải lý một giờ và với tầm hoạt động 5.000 hải lý, hệ thống điều khiển của tàu hoàn toàn tự động và được điều khiển từ buồng lái. Ngoài ra, tàu còn có hệ thống camera giám sát xung quanh các bộ phận trên tàu. Tàu kiểm ngư 781 có sức chứa 200 người. Trước ngày 13 tháng 4 năm 2020, khi con tàu Hải Dương 8 của tàu cộng phải rời vùng biển Việt Nam chạy sang vùng biển Malaysia, đã có một cuộc đấu súng kinh hoàng giữa con tàu kiểm ngư 781 của Việt Nam và con tàu hải cảnh 420 của tàu cộng. Theo lời kể của thuyền trưởng Tạ Quang Hùng, vào ngày 13 tháng 4, sau 9 ngày đêm bám theo con tàu Hải Dương 8, xua đổi chúng ra khỏi vùng biển của nước ta, tàu của chúng ta đã phải đối đầu với con tàu hải cảnh to lớn của tàu cộng là tàu 4203. Con tàu này đi theo bảo vệ tàu Hải Dương 8 và rất hung dữ, chúng cố tình đâm và phun vòi rồng vào tàu kiểm ngư 781 của Việt Nam. Nhưng 200 chiến sĩ trên tàu vẫn bám sát con tàu Hải Dương 8 dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Tạ Quang Hùng. Vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 4, tàu hải cảnh 423 đã dùng súng 12 ly 7 bắn sang tàu của Việt Nam khiến cho 5 chiến sĩ hải quân của ta bị thương. Đứng trước tình huống này, thuyền trưởng Tạ Quang Hùng đã ra lệnh cho tàu của Việt Nam nổ súng. Sau hơn 1 giờ đấu súng, tàu Hải Dương 8 đã phải đổi hướng và di chuyển về phía bờ biển của Malaysia. Phía Trung Quốc bị chết và bị thương cũng rất nhiều nhưng không rõ con số chính xác. Tàu khảo sát Hải Dương 8 bị tàu của ta bắn hỏng nhiều bộ phận trên boong tàu. Trong khi đó, Việt Nam bị thương 16 người, các chiến sĩ của ta đã được máy bay trực thăng đưa về đất liền cấp cứu. Trong những ngày vừa qua, nhiều người Việt Nam chúng ta vẫn không hiểu tại sao con tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tự nhiên đổi hướng di chuyển sang vùng biển của Malaysia. Nếu không có sự hy sinh anh dũng và tinh thần chiến đấu quật cường của các chiến sĩ hải quân, thì tàu Hải Dương 8 vẫn đang lấn sâu vào vùng lãnh hải của Việt Nam. Theo hãng tin AFP, vào rạng sáng hôm qua ngày 19 tháng 4 năm 2020, Hải quân Nhật Bản rầm rộ điều quân đội từ biển Hoa Đông tiến vào biển Đông, quyết đánh một trận chiến lớn với Hải quân Trung Quốc. Theo nguồn tin trên được tiết lộ, tình hình biển Đông hết sức căng thẳng khi ngày hôm qua Nhật Bản đã điều động 2 tàu khu trục tiến vào biển Đông, nơi được cho là các đảo đá nhân tạo của Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép, đồng thời thực hiện công việc tuần tra hàng hải
Theo lời kêu gọi của Hải quân Hoa Kỳ và các nhà chuyên theo dõi hàng hải quốc tế cho biết thì sau khi hai tàu khu trục của Nhật Bản tiến vào Biển Đông đã bị một nhóm tàu của phía Trung Quốc bí mật bám theo sau để theo dõi sự di chuyển của tàu Nhật. Khi tàu khu trục đầu tiên số hiệu BK4621 đi vào địa phận 12 hải lý sát đảo nhân tạo của Trung Quốc, lập tức Hải quân Trung Quốc đã cho nhóm tàu tiến ra xua đuổi. Trong những tàu hải cảnh của Trung Quốc có con tàu mang số hiệu 35111 đã từng làm mưa làm gió trên Biển Đông. Con tàu 35111 đã được coi là tàu chiến hung dữ nhất của hải cảnh Trung Quốc. Nó được đặt tên là Bất Khả Chiến Bại và từng đi hộ tống tàu Hải Dương 8 vào bãi tư chính của Việt Nam hồi cuối năm 2019. Hai tàu chiến của Nhật Bản vẫn tiếp tục di chuyển và tuần tra theo đúng cam kết của luật pháp quốc tế về tự do hàng hải, nhưng cố né tránh sự va chạm với tàu hải cảnh của Trung Quốc. Dù tàu của Nhật đã cố gắng nhún nhường nhưng các tàu hải cảnh của Trung Quốc vẫn hung hăng truy đuổi và rú còi inh ỏi. Cuối cùng, điều gì đến rồi cũng phải đến. Khi tàu Trung Quốc lướt qua tàu Nhật Bản lần thứ nhất, chúng quay đầu lại lần thứ hai và bất ngờ bắn đạn 12 ly 7 về phía tàu của Nhật, khiến hai binh sĩ hải quân Nhật bị thương. Chỉ huy hải quân Nhật Bản đã phát lệnh cho hai tàu khu trục tác chiến. Trận chiến bắt đầu nổ ra, tàu của hai bên tiếp tục nã đạn vào nhau và di chuyển cự ly xa nhau hơn. Hai tàu chiến của Nhật Bản yếu thế hơn so với 8 tàu của Trung Quốc. Tàu của Trung Quốc cậy đông tản quân quay vây lấy hai tàu của Nhật, chia cắt hai tàu này mỗi chiếc một hướng. Tàu 35111 của Trung Quốc chỉ huy 3 chiếc tàu quay lấy con tàu BK4621 của Nhật. 4 chiếc còn lại quay lấy chiếc tàu nhỏ hơn của Nhật mang số hiệu AG784. Thấy tàu Nhật Bản chống trả quyết liệt, tàu hải quân Trung Quốc phải cho các tàu còn lại rút lui. Nhưng như vậy chưa phải là cuộc chiến đã kết thúc. Theo nguồn tin trên tiết lộ, khi Nhật Bản chuẩn bị cho tàu chiến của mình thực thi nhiệm vụ do tự do hàng hải, phía hải quân của Nhật đã đoán trước rằng hải quân của Trung Quốc sẽ tấn công. Bởi vậy, phía Nhật Bản đã cử hai chiếc máy bay chiến đấu bay theo sau đó để trợ chiến. Đúng lúc hai chiếc tàu Nhật đang bị khốn khó trong vòng của 8 tàu hải quân Trung Quốc, hai máy bay ném bom của Nhật đã xuất hiện kịp thời bắn hàng loạt rocket vào tàu của Trung Quốc. Hai tàu hải cảnh của Trung Quốc trúng đạn bốc cháy và dần chìm xuống biển sâu. Trong khi đó, con tàu Bất Khả Chiến Bại 35111 của Trung Quốc điên cuồng bắn trả hai máy bay của Nhật. Hai máy bay Nhật sau khi hạ mục tiêu, nó bay lên cao để tránh tầm đạn tàu 35111. Trong khi đó, nó tiếp tục bắn chặn 6 tàu chiến của Trung Quốc để hai tàu Nhật Bản thoát khỏi vòng vây. Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà quan sát về quân sự cho biết năm 2020 này sẽ có nhiều cuộc đụng độ xảy ra dữ dội trên Biển Đông. Một điểm báo hiệu cho biết năm 2020 đầy sóng gió trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters cho biết khu vực châu Á có Nhật Bản là đồng minh thân thiết của Mỹ và Mỹ cũng xem Nhật Bản là đồng minh cực kỳ quan trọng của châu Á. Cho nên việc hải quân của Nhật Bản liên tục phối hợp với cả hải quân của Hoa Kỳ có những cuộc tập trận trên Biển Đông lẫn Biển Đông với quy mô được cho là rất lớn. Cũng theo các nhà quan sát cho biết có những cuộc tập trận được hai nước huy động tới 6 tàu sân bay USS, 10 máy bay B-52, 6 tàu chiến cỡ lớn cùng với tàu ngầm và 5.000 lính thủy tác chiến. Được biết những cuộc tập trận trên là để tăng cường sức mạnh quân đội, không quân hải quân và của hai nước đồng minh Mỹ-Nhật. Nhưng đồng thời nó cũng vừa là một thông điệp cứng rắn gửi đến chính quyền của ông Tập Cận Bình. Trung Quốc không nên có những hành động hung hăng gây hấn bắt nạt, bành trướng trên Biển Đông. Nếu không, Mỹ và Nhật sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh. Cũng theo tờ báo Tokyo của Nhật cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật loan báo đã điều hai tàu khu trục cỡ lớn mang theo rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại và tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ theo đúng cam kết với cả Hải quân Mỹ. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản còn có những động thái nhấn mạnh rằng khi hai tàu khu trục của Nhật Bản tiến vào Biển Đông, chắc chắn sẽ làm cho hai phía Trung Quốc tức giận và cuộc đụng độ ắt sẽ phải xảy ra, không thể tránh khỏi.
Bởi vì trước có Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa cho biết Biển Đông là một phần không thể tách rời của Bắc Kinh, các đảo lớn nhỏ đều về phía Trung Quốc và yêu cầu các nước trên thế giới, nhất là Mỹ và Nhật Bản nên tôn trọng vùng lãnh hải, vùng lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở trên Biển Đông nếu không muốn trả cái giá cực kỳ đắt. Hải quân của Trung Quốc đang lợi dụng dịch bệnh virus Vũ Hán để đưa quân xuống Biển Đông, nhất là tàu Hải Dương 8 để đi sâu vào vùng lãnh thổ của Việt Nam và sau đó di chuyển qua vùng lãnh thổ tranh chấp, vùng lãnh hải tranh chấp giữa Malaysia và Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa còn lặp đi lặp lại quan điểm Trung Quốc là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Sự phát triển của Trung Quốc không gây ra mối đe dọa nào nguy hiểm cho thế giới. Tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ, dù mạnh hay yếu, giàu hay nghèo đều có quyền bình đẳng và đều có quyền độc lập lựa chọn con đường phát triển riêng cho mình. Và chính quyền Bắc Kinh đã có lịch sử từ ngàn năm trước. Lịch sử đó cũng đã minh chứng Trung Quốc có bản đồ đường lưỡi bò trên Biển Đông. Và Bắc Kinh yêu cầu các quốc gia trong khu vực cũng như các nước trên thế giới hãy ngừng can thiệp cũng như tôn trọng lãnh hải mà Bắc Kinh có những vùng biển thuộc phạm vi đường lưỡi bò. Mỹ và Nhật Bản đã cho tàu chiến xâm nhập đặc biệt là vào vùng đặc quyền kinh tế, xâm phạm vào vùng phạm vi 12 hải lý quanh các quần đảo nhân tạo của Trung Quốc. Hành động đó được cho là không thể chấp nhận được với Bắc Kinh. Nó có thể gây ra căng thẳng trên Biển Đông và Trung Quốc sẽ sẵn sàng đáp trả quyết liệt. Đó là lời phát ngôn mạnh mẽ và mạnh miệng của người đứng đầu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Theo các chuyên gia quân sự cho biết, Trung Quốc nói thì hay nhưng trên thực tế thì cực kỳ dở. Mỹ và Nhật Bản thường xuyên điều tàu chiến vào Biển Đông để thao tác tập trận cũng như thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải. Sự xuất hiện của Mỹ và Nhật Bản ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là động thái răn đe với chính quyền của ông Tập Cận Bình. Và nếu như giả thiết trong thời gian dài qua trên Biển Đông không có sự can thiệp mạnh mẽ từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump và chính phủ Nhật Bản cùng với các cường quốc mạnh trên thế giới như Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Nga, Ấn Độ, Australia thì Trung Quốc đã làm bá chủ Biển Đông từ rất lâu rồi. Theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết trong năm 2020, Mỹ và Nhật Bản sẽ liên kết với nhau quét sạch các tàu biển, tàu hải cảnh và tàu cảnh sát biển, tàu hải giám cũng như các tàu sân bay và tàu chiến, đặc biệt là con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của phía Trung Cộng đang ở ngoài khu vực Biển Đông để bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á, Thái Bình Dương. Trong quãng thời gian năm 2019 đầu năm 2020, đất nước Trung Quốc trải qua rất nhiều biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền an ninh và kinh tế đang phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Tất cả những biến động này có thể nói đều xuất phát từ thiên nhiên, mà như các nhà quan sát trên thế giới nhìn nhận, nó sẽ là bước khởi đầu cho một cuộc chiến sắp xảy ra thời kỳ suy sụp. Những thiên tai đầu tiên phải nói đến là hiện tượng mưa đá, sấm chớp, bão lụt gây ra trong dịp Tết Nguyên đán, mà trong nhiều thập kỷ qua nó chưa từng xảy ra ở vào những thời điểm đó. Hiện tượng mưa đá, mưa bão triền miên trong những ngày Tết như một điềm báo trước sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, gây nên những trận động đất, lở đất và thảm họa dịch bệnh. Liền theo đó là hiện tượng năm mặt trời mọc cùng một lúc và nạn châu chấu bắt đầu hoành hành đã khiến cho đất nước tỷ dân này lòng dân hoang mang đến cực độ. Hiện tượng năm mặt trời cùng mọc ở một lúc được người dân mô tả đất nước sẽ bị chia năm xẻ bảy trong năm nay. Một sự kiện khác mà cả thế giới đang phải hứng chịu hậu quả đó là cơn dịch bệnh đến từ Trung Quốc, virus Vũ Hán và lan tỏa ra khắp thế giới. Không những đất nước tỷ dân phải hứng chịu hậu quả mà hơn 200 quốc gia khác cũng đang phải vất vả chống đỡ với cơn đại dịch này. Và đúng như vậy, khi mà các lãnh đạo của nước này chưa hoàn hồn về các thiên tai gây ra, thì hoạt động của cuộc đấu tranh tranh giành đòi quyền độc lập lan tỏa nhanh rộng trên khắp đất nước Trung Quốc. Song song với cuộc đấu tranh trong nước vì đòi hỏi quyền độc lập, đất nước này còn bị phản ứng dữ dội từ các giới quan chức tầm trung, phản đối các cuộc xâm lấn Biển Đông và vùng biên giới giáp với các nước láng giềng. Vào buổi sáng ngày 19 tháng 4 năm 2020, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã cho quân bao vây một tòa nhà rộng 800 m2 tại thành phố Hải Nam.
Mặc dù thông tin này chưa được truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhưng một số nhân chứng sống cạnh kế tòa nhà này đã tiết lộ với đài NHK của Nhật Bản rằng quân đội Trung Quốc đã bao vây tòa nhà này từ đêm hôm qua. Trong tòa nhà này có 34 quan chức và binh lính của quân đội Trung Quốc. Một trong số 34 sĩ quan binh lính kể trên đã có một người ra hàng khi quân đội Trung Quốc tấn công. Theo người lính này tiết lộ, hiện nay vẫn còn 33 sĩ quan và binh sĩ quân đội cố thủ trong tòa nhà. Trong đó có 2 sĩ quan cao cấp đang giữ chức vụ chỉ huy cấp sư đoàn và trung đoàn. Quân đội Trung Quốc không cho các nhà báo phóng viên tới gần hiện trường để thu thập nguồn tin. Tuy nhiên, nguồn tin này vẫn bị nhiều rò rỉ ra bên ngoài vì một số những người thân của những người trong cuộc đã tiết lộ. Theo tin của người dân gần hiện trường đưa tin, quân đội Trung Quốc đã nhiều lần tấn công vào tòa nhà này trong đêm và có vẻ như họ muốn bắt sống các binh sĩ này lên không dùng các hỏa lực mạnh để tấn công. Trong khi đó, 33 sĩ quan binh sĩ này tử thủ chống trả quyết liệt, gây lên những cuộc đấu súng dữ dội suốt nhiều giờ đồng hồ qua. Theo nguồn tin trên tiết lộ, tính đến 10 giờ sáng nay giờ Bắc Kinh, phía lực lượng của quân đội Trung Quốc đã tăng cường nhiều quân lính đến vây giáp ngôi nhà này. Họ bắc loa kêu gọi những binh sĩ bên trong tòa nhà đầu hàng, nhưng đáp trả lời kêu gọi này chỉ có những tiếng súng AK đáp trả mạnh mẽ. Cũng theo nguồn tin trên, nhóm binh sĩ kể trên đang nhóm họp để chuẩn bị cho một cuộc biểu tình phản đối chính sách của nhà cầm quyền Trung Cộng đi xâm chiếm các nước, trong đó có Việt Nam. Đây là những thành viên chủ chốt của nhóm này, nhóm họp lần thứ 2 ở tại đây kể từ cuối năm 2019. Có lẽ trong nhóm đã có người phản bội và kẻ đó chính là người lính đã xin ra đầu hàng vào sáng ngày hôm nay. Các cuộc nổi dậy như thế này đã bùng phát nhiều nơi trên khắp đất nước Trung Quốc trong mấy tháng vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, đi sâu vào nguồn tin trên, chúng tôi được biết người chỉ huy 34 sĩ quan binh lính trong tòa nhà kể trên là một sĩ quan mang quân hàm đại tá tên Tài Bá Vinh. Viên sĩ quan này là trung đoàn trưởng một đơn vị bộ binh được cấp trên điều động đến biên giới của Việt Nam để chiếm cứ một số cứ điểm mà họ nói là đang tranh chấp với phía Cộng sản Việt Nam. Viên sĩ quan này không muốn nhận nhiệm vụ này vì hiểu rằng tất cả các cứ điểm mà quân đội và nhà nước Trung Quốc nói rằng đang có sự tranh chấp với Việt Nam đều không phải sự thực. Một đất nước nhỏ như Việt Nam thì chẳng có lý do gì dám đi xâm lấn đất đai của Trung Cộng. Ngay cả những hòn đảo ở Biển Đông, Việt Nam nhỏ bé cũng không bao giờ dám tranh chấp với Trung Quốc, chứ đừng nói gì đến xâm chiếm. Chẳng qua Trung Quốc muốn mở rộng thêm bờ cõi của mình lên tự vẽ ra những cột mốc để giành quyền tranh chấp với Việt Nam và các nước nhỏ khác. Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, và nếu chống lại mệnh lệnh có nghĩa là đồng nghĩa với việc phản bội Tổ quốc, và tội này chỉ có một khung hình phạt duy nhất, tử hình. Đại tá Tài Bá Vinh không thể thoái thác nhiệm vụ và cũng không thể chấp hành nhiệm vụ vì ông biết nếu ông chấp hành nhiệm vụ dẫn quân đi ăn cướp đất đai xứ người thì lương tâm của ông sẽ bị cắn rứt suốt đời. Bởi vậy, trong thời gian qua, ông chọn con đường đấu tranh thành lập một tổ chức ban đầu có 34 người tham gia lấy tên Hòa Bình. Mục đích kêu gọi các binh sĩ trong quân đội không tham gia vào các cuộc chiến đi xâm lược nước khác. Khi ông nhận được mệnh lệnh đến biên giới Việt Nam, ông đã nhóm họp 34 người trong tổ chức của ông. Nhưng cuộc họp bí mật này đã bị bại lộ do có người trong tổ chức phản bội. Vì thế đã xảy ra cuộc đấu súng ngoài ý muốn kể trên. Thưa quý vị và các bạn, theo một nguồn tin từ thân nhân của những người lính trong tổ chức này cho hay, Đại tá Tài Bá Vinh khi thành lập tổ chức mang tên Hòa Bình này có thể xuất phát từ một động cơ khác. Động cơ này là Tài Bá Vinh được cho là người của Cục Tình báo Tổng cục 2 Quân đội Việt Nam. Đại tá Tài Bá Vinh năm nay 50 tuổi và có 2 người con trai, đứa lớn 11 tuổi và đứa nhỏ là 6 tuổi. Được biết trước kia ông có một đời vợ nhưng không có con cái chung. Người vợ đầu của ông đã mất bởi căn bệnh ung thư quái ác vào năm 2005. Ông rất yêu thương người vợ này và khi vợ ông mất, ông đã thề sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Nhưng số phận đẩy ông chiến thắng cả quan niệm sống độc thân của ông. Đó là vào năm 2009, trong một lần đi công tác tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, ông gặp một băng nhóm buôn bán phụ nữ qua biên giới. Băng nhóm này chuyên bắt cóc phụ nữ Việt Nam rồi mang sang Trung Quốc bán vào các nhà thổ chứa gái mại dâm.
Hôm đó trên một con phố vắng, ông thấy hai thanh niên Trung Quốc đuổi theo một cô gái mảnh mai yếu đuối. Những người qua đường nhìn thấy cảnh này đều làm ngơ. Người con gái đó bị đuổi chạy vào một con hẻm cụt không có lối thoát nào để thoát thân. Hai thanh niên này bắt được cô gái đã ra tay đánh đập thậm tệ. Lúc đó, ông đang ngồi ăn ở một quán ăn ven đường, nhìn hai người thanh niên tóm tóc cô gái kéo lê trên đường. Ông nhìn bóng dáng người con gái và chợt nhớ đến vợ ông. Bởi thế, ông đã đi lại phía hai người thanh niên này đứng ra can thiệp. Một trong hai người thanh niên nói rằng người phụ nữ này là vợ của anh ta, bởi vậy ông đã bỏ đi. Nhưng khi ông bước đi được mấy bước chân thì người con gái kia nói với ông rằng: xin hãy cứu giúp tôi là người Việt Nam bị bọn họ bắt sang đây làm nhục. Ông dừng bước quay lại và bảo người con gái này kể lại đầu đuôi. Nhưng cô gái này không nói được nhiều tiếng Trung Quốc, chỉ nói đi nói lại: xin cứu mạng tôi. Lúc này ông mới nhìn kỹ người con gái và chợt giật bắn người bởi bộ mặt và đôi mắt đang van xin của cô quá giống với người vợ quá cố của ông. Đôi mắt ấy van xin ông cứu giúp cũng như đôi mắt của ông năm xưa. Cầu xin ông hãy mạnh mẽ lên mà sống, đừng bi quan khi không có cô bên cạnh. Nhìn khuôn mặt và đôi mắt ấy, ông quyết định đưa tất cả số tiền trên người cho hai thanh niên lạ mặt. Nhưng hai tên này đã ném số tiền đó xuống đất và kéo cô gái này đi. Ông biết số tiền nhỏ nhoi của ông không đủ chuộc một cô gái trong nhà thổ, bởi bọn chúng lòng tham vô đáy. Ông quyết định dùng vũ lực ép hai thanh niên phải thả cô gái ra. Nghĩ vậy nên ông đã rút súng ngắn chĩa về phía hai tên buôn người lòng làng dạ sói. Hai tên này sợ hãi đã để ông dẫn cô gái này đi. Nhưng sau khi ông cứu được cô gái, ông lại không biết dẫn đi đâu. Ông nói đưa cô gặp công an để họ cho cô trở về Việt Nam. Thì cô chắp tay lạy lục: đừng làm thế. Và rồi cuối cùng chẳng biết làm gì, ông đưa về nhà của ông. Và chỉ sau 3 tháng, cô gái này đã chính thức trở thành vợ ông, suốt từ năm 2008 đến bây giờ. Vợ ông đã sinh cho ông hai cậu con trai yêu quý ngoài sự mong đợi. Hai vợ chồng ông năm nào cũng trở về Việt Nam thăm quê ngoại. Chính vì có vợ là người Việt Nam nên nguồn tin cho rằng Đại tá Tài Bá Vinh chống đối mệnh lệnh không muốn đến biên giới Việt Nam tranh chấp với quân đội Việt Nam. Và cũng từ cơ sở đó, nguồn tin trên suy đoán Tài Bá Vinh làm việc cho Cục Tình báo Tổng cục 2 của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Tài Bá Vinh có phải là người của Tổng cục 2 của Việt Nam hay không? Đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Tất cả những điều trên đây chỉ là sự suy đoán vì ông ấy có vợ là người của Việt Nam. Cho đến 16 giờ chiều ngày 19 tháng 4, nguồn tin của chúng tôi cho hay rằng căn nhà rộng 800m2 tại thành phố Hải Nam đã bị nổ tung bởi một khối thuốc nổ lớn. Cả 33 sĩ quan và binh lính trong Tổ chức Hòa bình Xanh đã bị thiệt mạng. Số lính Trung Quốc tham gia vào vụ đấu súng kể trên bị thiệt mạng cũng lên đến con số hàng trăm người. Theo như những gì còn lại ở hiện tại hiện trường, 33 người lính này vào lúc 4 giờ chiều đã bị hết đạn. Họ chờ lính Trung Quốc xông vào nhà bắt giữ, họ liền kích thuốc nổ 10kg thuốc nổ TNT và do đó cả tòa nhà này đã bị sập đổ. Kết quả này là điều đã được báo trước vì trong tất cả bọn họ đều biết rằng nếu họ ra đầu thú thì tính mạng của họ cũng như vậy mà thôi. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều người liên đới vì họ sẽ bỏ mạng oan uổng. Bởi thế, họ chọn con đường ngắn nhất tới thiên đàng mà không lo sợ người đời cười chê. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.